Người vừa bắt được chú cá trê trên là ông Nguyễn Văn Úc ở ấp 5 xã Mỹ Đông, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Theo ông Úc, vào sáng ngày 27 tháng 12, khi đi dỡ giớn tại con kênh trước nhà, ông phát hiện trong giớn có con cá trê màu vàng lạ nên đem về nhà thả vào lưu nước nuôi. Con cá trê có chiều dài 80cm, nặng trên 5kg. Ngoài màu sắc vàng óng thì các đặc điểm còn lại của con cá này có hình thù giống như những loài cá trê thông thường. Nghe tin ông Úc bắt được cá trê lạ, nhiều người dân hiếu kỳ đã tới xem chụp ảnh. Một số cụ cao niên trong xóm cho biết đây là lần đầu tiên họ trông thấy con cá lớn và có màu lạ như vậy và nhận định nguyên nhân con cá màu vàng có thể do đột biến gen.